Xin chào bác đã quay trở lại kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em gửi đến các bác mẫu xe đạp đua Czech Maroon 2.0, một mẫu xe mà được xuất sang các thị trường như Nhật và các nước châu Âu. Thương hiệu Czech thì các bác chơi xe lâu năm thì cũng rất là quen thuộc với cái thương hiệu này, một thương hiệu rất là đẳng cấp của xe đạp thể thao. Với những chiếc xe ra đời, những chiếc xe mà luôn cho cái chất lượng tốt nhất và đẳng cấp nhất thế giới, cũng được những cái đội đua ở những cái giải đấu lớn sử dụng cái thương hiệu rất là nhiều. Thì hôm nay em về một chiếc Czech Maroon 2.0 màu tông màu trắng, đồ nguyên bản chính hãng full Bontrager, sử dụng bộ chuyển động Shimano 105, cũng là thuộc dòng cao cấp của dòng Shimano về xe đua, khung nhôm sơn nguyên bản, xe nguyên chiếc chính hãng. Tổng thể xe thì như có thấy trên hình xe thì còn giữ được cái độ mới cũng rất là tốt, đánh giá chiếc xe phải hơn 90% về cái độ mới. Thiết kế khung vuông bản to, đây chạy ôm sườn. Chạy full một bộ chuyển động Shimano 105, đùi đĩa Shimano, bộ lip 10 tầng và 2 tầng đĩa cho xe 20 tốc độ khác nhau, đánh 760 của con chơi như đi vòng mặt đạn. Và tay lắc của chiếc xe cũng được trang bị bộ tay lắc của Shimano 105. Giám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cộng yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 53 cm. Để xe của các bác đi từ khoảng 1m65 đến khoảng 1m75 đi là phù hợp. Về tầng và 2 tầng đĩa, cho xe có 20 tốc độ khác nhau, chuyển động thì cực kỳ mượt mà. Và giá bán của chiếc xe đang bán với em mức giá chỉ là 18.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác cũng như lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.